chào đón quý vị khán giả và các bạn nhỏ đang đến với chương trình Gia đình siêu đẳng. Và chương trình của chúng tôi là một chương trình truyền hình thực tế dành cho các bé từ 8 tới 12 tuổi tham gia các hoạt động ngoài trời cùng với phụ huynh và gia đình của mình. Xong qua đó các bé cũng tiếp tục được học qua những bài học lịch sử về những vị anh hùng dân tộc của nước ta. Thưa quý vị thân mến, trong số bản đề của chúng ta về vị danh tướng xuất thân từ nông dân Phạm Ngũ Lão đã có rất nhiều những câu chuyện được kể với tất cả các bạn nhỏ. Nhưng điều quan trọng là với những thử thách mà chúng tôi đưa ra từ đầu chương trình thì đã có thêm một kỷ lục mới dành cho bạn Kim Chi đang dẫn đầu bảng tổng sắp của chúng ta với thời gian là 7 phút 59 giây. Còn bây giờ thì ngày hôm nay 6 gia đình thi đấu có tạo nên một sự bất ngờ nào hay không? Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ với 6 gia đình đi nào. Và ngày hôm nay có thể thấy là lực lượng tương quan của các bạn nhỏ là hình như là nhỏ thiệt nhỏ luôn à. Bác Vô đang rất là lo ngại về cuộc chơi ngày hôm nay bởi vì các bé tham gia có vẻ là mới khoảng 8 tuổi không hết đúng không? Và nhỏ xíu nhưng chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bất ngờ xảy ra. Đúng rồi, tại vì nhỏ vẫn có vỏ mà đúng không? Dạ, và đứng kế bên Bác Vô chính là gia đình của bạn Minh Thuận. Và đây, cô bé Oka của chúng ta là gia đình của bé Lina. Tiếp đến là gia đình của bạn Hòa Hiệp, chào khán giả đi con. Rồi, những thành viên áo trắng đến từ gia đình của bạn Đức Trọc. Và tiếp theo là gia đình của cô bé Ái Quỳnh. Và thành viên cuối cùng đó là gia đình của bé Trọng Nhân. 6 gia đình cũng đã gặp gỡ nhau rồi. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua luật chơi ngày hôm nay. Ở thử thách đầu tiên thì các gia đình của chúng ta sẽ thực hiện, đó chính là thử thách đan sọt. Sẽ có 30 sợi nan tre, các bé sẽ truyền sợi nan tre này cho bố và mẹ, một người bên trong, một người bên ngoài. Đưa được 30 sợi nan tre này vào bên trong chiếc sọt của chúng ta làm sao cho ngăn nắp và đúng tiêu chuẩn của ban tổ chức. Vậy là chúng ta sẽ qua được thử thách 1. Và thử thách tiếp theo, chúng ta có 5 con ngựa với 5 bia đỡ. Và nhiệm vụ của các bé là sẽ sử dụng những ngọn lao và để ném thật chính xác vào đó. Ở mỗi con ngựa chúng ta có tối đa 5 lượt ném. Trong trường hợp chúng ta ném trúng ở phát đầu tiên, phát thứ hai hoặc bất kỳ một phát nào thì chúng ta có thể vượt qua vào con ngựa tiếp theo. Và ở thử thách tiếp theo là các thành viên của chúng ta phải làm sao trong thời gian nhanh nhất dàn trải là con đường này không còn khó khăn để bé của chúng ta khi đeo bao cát vào rồi thì có thể vượt qua trong thời gian nhanh nhất. Và sau đó thì bố mẹ sẽ lần lượt quay về vị trí của bé. Và ở thử thách cuối cùng, nhiệm vụ của phụ huynh đó chính là sử dụng 12 quả cầu mây ném vào thuyền địch và đích đến chính là một lá cờ màu đen chứng tỏ rằng chúng ta đã phá được thuyền địch. Và nhiệm vụ cuối cùng còn lại của bé đó chính là sẽ phải tự tay chèo thuyền di chuyển tới thuyền giặc và thu lại chiến lợi phẩm và sau đó chèo thuyền về đích. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ với gia đình đầu tiên, gia đình của bé Lina. Chào khán giả đi con. À, con cầm micro giùm chú, con có thể giới thiệu về các thành viên trong gia đình của con ngày hôm nay cho chú biết được không? Con chào tất cả quý vị khán giả, con tên là Trần Thị Lina. Hôm nay con đến đây, con thi cùng với anh con và mẹ con. Còn cái thành viên nhỏ xíu sao không giới thiệu? Em con. Tại vì có một em bé nhỏ, chú sẽ đặc quyền cho em bé sẽ tham gia hỗ trợ với cả gia đình mình được không? Tại vì thường á, có nhân vật hỗ trợ là toàn là kéo thời gian không à, cho nên chú mới đặc quyền cho con đó. Và chú bây giờ cũng xin nhắc lại cho con nhớ là kỷ lục của chúng ta hiện giờ là 7 phút 59 giây. Nếu như con phá vỡ được kỷ lục này, con sẽ nhận được là phần thưởng cao nhất của bảng D, đó chính là 5 triệu đồng. Nếu như không vượt qua được cái thành tích đó, chúng ta vẫn có những cột mốc phía sau. 8 phút 48 giây ha, 9 phút 27 giây ha. Nhớ hai cột mốc này nha con, chỉ cần vượt qua là chúng ta có thể mang một giá trị nhỏ tinh thần về nhà được không? Cả nhà đã sẵn sàng chưa nào? Dạ sẵn sàng. Thật sự tập trung. 3, 2, 1, bấm nút, bắt đầu. Và quay trở lại với bảng D ở thử thách đầu tiên của chúng ta, đó chính là đan sọt. Với cái nhiệm vụ đan sọt này, cả gia đình của chúng ta sẽ phải phân chia nhiệm vụ ra. Hai người lớn sẽ đảm nhiệm trách nhiệm là đan sọt, còn bé sẽ là người vận chuyển hàng. Và gắn liền với câu chuyện đan sọt này, đó chính là cả một thời thơ ấu của danh tướng Phạm Ngũ Lão. Bởi vì ngày xưa gia đình của ông rất là nghèo khó, ba thì mất sớm, mẹ thì già. Bản thân ông đã tìm ra được cái nghề đan sọt này để làm kế sinh nhai. Cố gắng lên nào. Con đang làm gì hả con trai? Con đang phụ mẹ con đúng không? 2 phút trôi qua rồi. Chúng ta hãy nên tiết kiệm thời gian bằng cách thực hiện nhanh hơn nữa. Lina đang làm tốt trách nhiệm của mình cùng với em. Hết lạc rồi. Chỉ còn sợi lạc duy nhất này nữa thôi là chúng ta sẽ bước tới nhiệm vụ tiếp theo. Cố lên nào. Và mẹ của bạn Lina làm rất giỏi.
anh trai làm cũng khá như vậy. Rồi, di chuyển đi, di chuyển đi. Thôi Lina ơi, di chuyển nào con ơi, di chuyển nào, di chuyển nào. Tức là thử thách rồi, ở cả nhà mình phối hợp nha. Mẹ ơi, mẹ giúp lấy cây đao cho Lina, mình phóng vào cái điểm tâm đi ạ. Phóng càng trúng thì mình sẽ đỡ đi nhanh hơn nha. Rồi, di chuyển luôn, giỏi quá Lina ơi. Rồi, lên nào, rất giỏi nào, đã có mẹ và anh trai bên cạnh con rồi. Rồi, wow, quá tuyệt vời. Ôi trời ơi, cái gì mà đi, bỏ con, mà té cái đuổi luôn vậy. Sao, từ từ. Rồi, tiếp tục đi Lina, đi từ từ bình tĩnh thôi con, rất là giỏi. Phóng trúng vào điểm tâm cuối cùng nha. Chưa được, chưa được, chưa được, chưa được nào. Tiếp tục, anh trai ơi. Rồi, hay quá Lina ơi, bách phát bách trúng luôn. Cô bé mở đầu cho tập phát sóng ngày hôm nay gần như là có khá nhiều cái sự tự tin khi được sự ủng hộ của bố mẹ. 4 điểm như thế này mà vượt qua rất nhanh mà phóng trúng nha quý vị. Rồi, tiếp tục đi nào con ơi, phóng lao đi nào. Yeah, wow, quá là việc đặc biệt luôn. Ít có ai mà phóng 6 bản liên tiếp mà trúng liên tục như vậy nha. Rồi, bây giờ mình đeo cái phần túi cát vào nha. Rồi, qua đây, chạy xuống, cổ vũ cho chị mình đi. Rồi, Lina, chạy về phía trước đi con, chạy về phía trước, ráng lên không sao nha. Chị cứ để bé tự tin đi đi ạ, chị cứ để bé tự tin đi, không sao hết nha. Rồi, ráng lên con, ráng lên nào. Anh trai ơi, ráng lên, bé sắp đi qua rồi nè. Đoạn đường phía trước không còn khó nhiều lắm đâu. Ráng chạy nhanh nữa đi nào, nhanh lên. Sắp gặp chú bé Joe ở thử thách tiếp theo rồi. Chạy nhanh luôn Lina ơi, anh trai và mẹ quay về vị trí ban đầu chuẩn bị xuất phát đi ạ. Lina. Vài bước nữa thôi Lina ơi. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. 5 phút 30 giây là khoảng thời gian vô cùng ấn tượng đối với cả gia đình của mình. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời ạ. Anh trai, nhanh lên. Mẹ ơi, từ từ, bình tĩnh, không có gì hết nha. Chạy đi ạ, chạy. Rồi, ném ném qua cầu đi nào. Mới có 5 phút 40 giây thôi. Quan trọng là cái lá cờ màu đen canh cho chính xác. Cũng phải nhanh nữa, mẹ có thể phụ ném đi. Rồi, chính xác. Chỉ mới 6 phút rồi, rất nhanh. Chèo bên trái đi, nhiều cái bên trái đi, nhiều cái bên trái đi, nhiều cái bên trái. Rồi bên phải, chèo 2 cái bên phải cho chú. Cái bên trái. Tiếp tục đi nào, cố gắng giật lấy chiến lợi phẩm thật nhanh nào. Con gái cũng đang làm rất tốt. Con có khả năng phá vỡ được thành tích 7 phút 59 giây, cố lên. Tay chèo càng ngày càng khỏe, ngày càng mạnh. Chỉ mới 7 phút thôi, cố gắng lên. 1 phút cuối cùng dành cho cái phần chèo của các bạn. Lina, nhanh lên, nhanh lên. Mẹ và anh trai lên đây đi ạ. À. Mẹ và anh trai tới đây đi ạ, à. Nhanh lên. Đúng rồi, con đang nhanh làm lên tốt. Hai cái bên trái đi. Hai cái bên trái đi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi, kéo vào nhanh trong nào. Wow, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Phá vỡ kỷ lục không ạ? 3, 2, 1, xin chúc mừng. Thưa quý vị, quá tuyệt vời đúng không ạ? 7 phút 48 giây là thời gian của bé Lina đã chinh phục được thử thách ngày hôm nay. Và đây là kết quả cao nhất trong bảng tổng sắp của chúng tôi ở bảng D lần này. Yeah. Rất tuyệt vời đúng không con? Vô thi á, mình rất là phấn khởi nên chi bị ngã là mình giống như không bị ngã luôn á, mình vẫn chạy đứng dậy, mình chạy bình thường ạ. Con rất là vui, con rất là hạnh diện, đó là công sức của mẹ con và anh con. Mẹ con đã cổ vũ cho con và giúp con chèo thuyền. Mẹ con có bàn tay rất khéo léo, đã đan rơm rất nhanh để có thể vượt qua được những thử thách khác. Và chỉ mới có gia đình đầu tiên của ngày hôm nay, họ đã tạo nên một sự bất ngờ. Và chắc chắn là gia đình tiếp theo họ cũng đang rất là áp lực. Và bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng gặp gỡ với gia đình của bạn Hòa Hiệp đi nào. Chào con. Chào con trai. Con năm nay mấy tuổi nè? Con 8 tuổi. Con có thể cho chú biết là ở nhà con có hay leo trèo không? Dạ có. Leo trèo là sở trường của con đúng không? Hôm nay con tham gia cùng với ai nè? Dạ với cô chú. À, cô chú của con. Cố gắng lên nha, cho chú mượn micro. Con đã sẵn sàng chưa con trai? Đập tay, cố gắng nha. 1, 2, 3, bấm nút đi con. Rồi, đừng quên nhiệm vụ của mình. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hãy nhanh chóng lấy những sợi nan tre và đan ra thành một cái sọt khổng lồ này đi nào. Việc mà đan những cái chiếc sọt này á là đòi hỏi phải sự khéo léo, sự tỉ mỉ nè. Và đôi bàn tay lúc nào cũng phải nhuần nhuyễn thì mới có đủ thời gian vượt qua thử thách của chương trình gia đình siêu đẳng trong một thời gian ngắn nhất.
Và bác Dô xin nhắc lại kỷ lục ngày hôm nay là 7 phút 48 giây đang thuộc về gia đình của bạn Ly Na. Muốn phá vỡ được kỷ lục đó thì chúng ta đòi hỏi phải nhanh hơn nữa các bạn. À, cố gắng lên, tuyệt vời. Sau những cơn mưa thì những cái thanh nan tre này cũng đã trở nên nó hơi giòn, nên rất là dễ gãy. Nếu mà chúng ta làm ẩu tả thì nó sẽ bị gãy á. Cho nên cố gắng mình tập trung mình làm nhanh. Nhưng mà cũng phải nhẹ nhàng với nó, nâng niu nó. Đây chính là một trong những thử thách đòi hỏi sự tỉ mỉ, sự khéo léo nha cả nhà. Nếu như là bà Dô mà đem sản phẩm này ra đi bán á, thì chắc chắn là bà Dô sẽ trả về rồi đó. Không có ai làm mà một cách xấu xí như vậy hết á. Mình nhanh nhưng mà mình cũng phải đẹp chứ. Một sợi nan tre cuối cùng nữa thôi là gia đình của bạn Hoài Hiệp sẽ bước qua thử thách tiếp theo. Và chú Minh Ngọc bên kia cũng đang nóng lòng chờ đợi sự thể hiện tài năng của Hoàng Hiệp. Bởi vì ở trong thử thách đầu tiên này, chỉ đang làm tổn hại công sức của phụ huynh thôi. Di chuyển đi nào. Rồi Hoàng Hiệp ơi, sang đây nào. Bây giờ tất cả mọi người đang hướng mắt về con rất là nhiều nha. Nhỏ con thôi đang bị áp lực rất nhiều từ cô bạn đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà không sao, mong rằng là bé Hoàng Hiệp sẽ có thêm một thành tích tốt nào. Phóng lao nè con. Tiếp tục, gần trúng rồi con, gần trúng rồi. Ráng nữa đi nào, phóng lao nha. Gần trúng rồi, chưa trúng rồi. 1, 2, 3, hai anh chị thay phiên nhau đi ạ. Thay phiên nhau lấy lao cho nhanh đi ạ. Đừng đứng chờ nha. Chưa được rồi, thay lao cuối cùng, xin mời. Hai anh chị thay phiên nhau đi lấy lao cho bé nha. Tiếp tục. Chưa trúng con ơi. Trời ơi, anh trai đi lấy phụ em đi, bắt chị gái chạy mệt quá, sự nghiệp chị kìa. Rồi thay phiên nhau lấy lao đi ạ. Trời ơi, cái lao người ta lấy đưa cho em, mình đi tự nhiên lấy cái lao chạy về chỗ cũ, làm sao. 1, 2, 3, Hiệp phóng đi con. Chưa trúng, chút xíu nữa thôi là trúng rồi con ơi. Rất là tuyệt vời. Rồi, chưa trúng luôn, hay quá. Rồi, 1, 2, 3. Rất tuyệt vời, chọn một cái lao nặng hơn Hiệp nữa. Từ từ, chị ơi, tùy nghiệp ơi. Rồi, bồng em lên nào, 1, 2, 3, bồng lên. Ráng lên, điệu em lên nào. Rồi, lấy cây lao tiếp theo đi nha chị ơi. Rồi, lấy cây nhỏ nhỏ thôi, đừng lấy cây nặng quá, em cầm không nổi. 1, 2, 3. Rồi tiếp tục đi Hiệp ơi, con rất giỏi, con rất là cố gắng rồi. Hơi bị xa với con đúng không? Đây là một thử thách mà đòi hỏi các bạn chúng ta phải tập trung rất là cao độ nè. Đúng không nào? Rồi Hiệp ơi, tiếp tục, cây thứ tư. Cây thứ năm. 1, 2, 3. Rồi di chuyển sang con ngựa tiếp theo đi nào. Chiều cao cũng là một cái vấn đề nữa. 1. Cây lao tiếp theo nào. 2. Chưa trúng, gần trúng rồi, con di chuyển sang bên phải chút xíu nữa. 3. Rất khó khăn. 4. Cây lao thứ 5. Nhanh lên. Hiệp ơi, phóng lao đi con. 1, 2, 3. Rồi, di chuyển sang con ngựa tiếp theo đi ạ. Tiếp tục đi nào. 1, 2, 3. Đây là một thử thách mà đòi hỏi các bạn nhỏ của chúng ta cũng phải rất là chăm chú vào cái phần phía trước. Và cái điều thứ hai nữa là cái thể lực của các bạn cũng phải tốt nữa. Chúng tôi mô phỏng là việc này giống như là ngày xưa mà Phạm Ngũ Lão của chúng ta đã tập luyện công việc này trước khi mà đóng góp công sức cho đất nước. Rồi, lượm mấy dưới đất kìa, lấy mấy cây dưới đất á. Rồi, 1, 2, 3, cây thứ 3. Còn 2 cây lao nữa mới được vượt qua thử thách này. 2 cây lao nữa. 1, 2, 3. Cây tiếp theo, còn một cây nữa con ơi, ráng lên nào. Chú Ngọc biết là con đang rất là mệt nhưng mà ráng lên nha. Cây cuối cùng, 1, 2, 3. Rồi, di chuyển sang bên kia đeo bao cát vào nào. Anh trai ơi, lo chuẩn bị đường đi anh trai ơi. Nhanh lên đi ạ. Chặt lại nào, nhanh lên. Rồi, bước lên chạy đi con. Ráng leo qua nha. Rồi chị gái xuống đeo bao cát lại cho Hiệp đi chị gái ơi. Ráng lên nha con, thời gian không còn nhiều, đeo bên này lại luôn. Rồi, ráng lên. Rồi, con đi rồi. Thoải mái lên con. Chạy đi Hiệp. Rồi, em phải dán hai cái một lúc luôn, chứ em dán một cái sao bé chạy được, dán cao lên. Hiệp đứng thẳng lên đi con. Rồi, để chị dán lại cho em nha. Ở dưới nữa em quay một vòng tròn này qua, đúng rồi, dán chặt lại cho Hiệp nào. Rồi, ráng lên, chuẩn bị nào Hiệp ơi, chạy đi con, ráng lên đi. Rất là mệt rồi, không sao hết. Rồi, 1, 2, 3, cứ chạy đi, không té đâu Hiệp ơi. Rồi, tiếp tục đi con. Ráng lên nào. Bé rất là mệt rồi nhưng mà cũng đang rất là cố gắng. Bà Ngọc ghi nhận được sự cố gắng của bé Hòa Hiệp lúc này. Ráng lên,
Rồi chị gái quay về vị trí đầu tiên trước đi ạ. Chuẩn bị nha, mà chưa được chạy nha. Khi nào Hiệp về chỗ trên kia mình mới được chạy nha. Các gia đình còn lại chúng ta cũng lưu ý, đây là một kinh nghiệm của chương trình nha. Mình phải chuẩn bị thật kỹ thì các bé chúng ta mới vượt qua được các thử thách trong thời gian nhanh nhất được. Đừng có vì một chút thời gian nhanh mà mình là chuẩn bị không kỹ là không tốt nha. Rồi, anh trai quay về vị trí ban đầu đi ạ. Hiệp ơi, ráng lên con. Rồi, bỏ rơm lên lại đi ạ. Bỏ rơm lên lại. Bỏ rơm lên lại đi ạ. Rồi, chạy đi bé ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi, anh trai lên luôn đi anh trai, chờ gì nữa. Nhanh, 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 nhanh. Ráng lên nào, gặp chú bé vô trên kia nào, nhanh lên. Bé Hiệp đang chờ rồi. Tranh thủ thời gian di chuyển nào, một cú ngã rất đau. Lá cờ màu đen là nơi mà chúng ta phải ném chúng. Em, lá cờ nó bên trái nè em. Chứ em chọi đâu bên phải vậy? Chưa chính xác. Rồi đi đi, tháo dây ra cho bé. Rồi, một cái bên trái. Rồi, đúng rồi con. Rồi. Rồi đúng rồi con, một cái bên trái nha chú. Rồi mình cập sát cái thuyền, mình ôm vô mạn thuyền, mình lấy chiến lợi phẩm nha con. Ôm vô liền, ừ, ôm vô liền con. Rất là giỏi luôn. Bạn Hoàng Hiệp của chúng ta tưởng rằng không biết chèo thuyền nhưng mà bạn ấy cũng bơi rất là giỏi rồi đó. Rồi hai cái bên đó, một cái bên trái nha chú. Rồi con quay người lại luôn, quay người lại luôn. Rồi tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, chính xác rồi, con làm rất giỏi rồi đó. Rồi con chèo bên trái nha chú, chèo bên phải hai cái. Ráng lên nào, ráng lên nào, ráng lên nha. Cố lên. Bên trái con á, đúng rồi. Đúng rồi, con chèo ngược vậy là đúng rồi, Nghiệp ơi, con chèo ngược vậy đúng rồi đó. Bên trái ba cái, một. Bên trái của con á, bên trái của con á, đúng rồi. Rồi, con đưa cái đồ chèo đưa cho anh chị kéo con vào nào cũng được nào Hiệp. Đúng rồi. Rồi, con lên nào, con lên nào. Rồi, chuẩn bị chạy lên để xem kết quả của mình bao nhiêu nha. Đến đây nào. Một, hai, ba. Rồi, rất giỏi. Và bây giờ là thời gian của Hòa Hiệp khi mà tham gia hết thử thách ngày hôm nay. 13 phút 28 giây. Ồ, một kết quả cũng tương đối là cũng hơi bị căng thẳng quá về áp lực từ cái người đi trước đúng không nào? Nhưng mà không sao ha, hôm nay mình đã vui rất là nhiều đúng không nào? Thưa quý vị, có lẽ là từ áp lực ban đầu của thí sinh đầu tiên ngày hôm nay thì gần như là chúng ta đang có một cái không khí tương đối là hơi căng thẳng với gia đình còn lại đúng không nào? Nhưng mà không sao, bởi vì gia đình siêu đẳng vẫn luôn có những kỳ tích bất cứ lúc nào. Ngay bây giờ, trước khi tiếp tục cùng với gia đình tiếp theo, mời quý vị sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Rồi em cũng về sau anh luôn. Ngựa em nó bị dĩ chân bên này nè. Cái con ngựa này có di động đâu, nãy giờ toàn đua tưởng tượng đâu mà. Đâu mình được mà nè. Đó, bây giờ trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp tục dẫn chuyện, truyền tải những câu chuyện lịch sử để cho các bé của chương trình Gia đình siêu đẳng biết nè. Ở triều đại thời nhà Trần á, có rất là nhiều những danh tướng lỗi lạc, điển hình như là Trần Đạo, rồi Phạm Ngũ Lão, rồi Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải. Và trong lịch sử của Việt Nam thì thời Trần được nhắc rất nhiều bởi vì đã 3 lần đánh thắng được quân Mông Nguyên. Mà như quý vị cũng như là tất cả các bạn nhỏ được biết, lúc đó thì vó ngựa của Mông Nguyên á, đi tới đâu là chinh phạt đất nước lân cận. Ai nấy cũng đó đều rất là sợ. Chính xác, nhưng lại bị khuất phục trước dân và quân của Đại Việt. Vào triều đại nhà Trần, bởi vì rất là biết dụng người hiền tài, cho dù họ thuộc tầng lớp nào đi nữa, có thể là nông dân, cũng có thể là nô bộc ở tầng lớp cấp thấp, nhưng mà chỉ cần có tài sẽ được trọng dụng, giống như là tướng quân của chúng ta Phạm Ngũ Lão. Có lẽ là chính từ điều đó cho nên là thời đại nhà Trần đã tồn tại gần 200 năm hưng thịnh, và được sử sách ghi lại đây là thời đại mà có nghĩa là phát triển gần như là hùng hậu nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Còn bây giờ thì làm gì vậy? Đi. À, con ngựa này nó không có di động. Còn bây giờ thì chúng ta hãy ngồi yên đây để có thể xem các gia đình thi đấu ra làm sao. Thưa quý vị, thứ tự của bảng tổng sắp của chúng ta đã có sự thay đổi trong tập phát sóng lần này với gia đình của bé Lina 7 phút 48 giây. Nhưng phần thi tiếp theo của những gia đình còn lại gần như áp lực cũng bắt đầu tăng cao đúng không nào? Đức Trọng thân mến, là thí sinh của gia đình tiếp theo, con có cảm thấy bị áp lực với kết quả đầu tiên từ chị Lina hay không? Dạ không.
Với cái mục tiêu sắp tới con đề ra là bao nhiêu phút? Dạ là tầm... cũng tầm chị tầm Lina đó. Cũng tầm chị Lina luôn. Rồi, một lần nữa chú Ngọc mong là con sẽ có thể có được kết quả đó nha. 1, 2, 3. Với sự hỗ trợ của mẹ và cô, chú Ngọc mong rằng là đức chồng của chúng ta sẽ có được thành tích tốt như con mong muốn và đã cố gắng. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow, sự hỗ trợ của mẹ và cô của đức chồng lần này gần như cũng đem đến một cái niềm, gọi là một cái niềm tin đi. Bởi vì chúng ta đang có một kết quả quá tốt của bạn xếp hạng lần này. Trải qua suốt một vài tập phát sóng trước thì gần như là kết quả về kỷ lục của người bạn trước đây của chúng ta hơi bị khó để có thể vượt qua. Nhưng hôm nay trong tập phát sóng lần này đã có kỷ lục mới 7 phút 48 giây. Và xem rằng chúng ta có thêm kỷ lục mới nào hay không. Và bây giờ thì Đức Trọng đang đến với những sợi nan tre thứ 4 và thứ 5 của mình. Hãy nhớ một vòng tròn để chúng ta có thể liên tục làm quý vị nha. Rồi cô bên ngoài nhanh tay lên cô ơi, mẹ đang làm rất là nhanh đó nha cô. Tiếp tục nha, mình sẽ giữ tốc độ ở đây một chút xíu, nhanh hơn chút xíu, nhanh được bao nhiêu thì sẽ nhanh hơn. Bởi vì kết quả bây giờ cũng hơi là cũng khó thể vượt qua đó con ơi. Rồi tiếp tục đi lấy dây thêm đi con, tiếp tục đi Trọng. Lấy thêm dây đi con. Chúng ta còn thêm khoảng 6 sợi, 2, 4, 6, 8 sợi nữa, hơi nhiều đúng không nào? Rồi tiếp tục đi nào, không quan tâm về thời gian nữa nha. Cô ơi nhanh lên tăng tốc độ thêm đi cô ơi, không cần đẹp lắm đâu. Tăng tốc độ nào, tăng tốc độ nào, tăng tốc độ. Đúng rồi, mẹ của Trọng đang làm rất nhanh hỗ trợ đứa con trai của mình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trọng làm rất giỏi, rất là tháo vát việc luôn ha. Rồi chỉnh sửa lại chút xíu nha, chú Ngọc chuẩn bị đếm ngược nha. Hết rồi, còn một sợi cuối cùng nữa nào. Rồi tiếp tục nào, mẹ của Trọng và cô đang hỗ trợ bé rất là nhiều. Rồi còn một sợi nữa bên ngoài kìa. Rồi tiếp tục luôn, chuẩn bị nào. Kéo tiếp đi chị ơi. 3, 2, 1, xin mời qua tới tiếp theo ạ. Chị mới có 4 phút 5 giây thôi, mặc dù là thời gian ở phần thử thách thứ nhất á, không có được ấn tượng cho lắm, nhưng mà chúng ta sẽ gỡ lại bằng những cái điều này nha con. Mỗi lần lấy một cây thôi nha chị gái. Chưa chúng, ráng làm sao mình chính xác rồi nào. Mình thể hiện sở trường của một chàng trai đi con, cố gắng lên. Rồi chính xác, di chuyển đi nào. Lên con, hey. Trời ơi, hey. Hey. Rồi. Mặc dù rất muốn giúp đỡ nhưng mà chú Basso không được quyền. Di chuyển thôi. Những chàng trai đang rất là có lợi thế ở trong những thử thách bảng D ngày hôm nay. Xém một chút là chính xác rồi. Chạy lấy đi mẹ ơi, chạy lấy đi rồi di chuyển. Phát đầu tiên thì bạn ấy không trúng đích, nhưng ở phát thứ hai sau khi đã lấy đủ bình tĩnh, bạn ấy có thể ném lại một lần. Chưa trúng, ráng tập trung. Lần này chưa trúng luôn. Chưa trúng luôn, mỏi tay rồi hả con? Tập trung như nào. Di chuyển, di chuyển, di chuyển. Di chuyển. Bước lên nào. Đúng rồi, cố lên. Rồi, di chuyển. Vị danh tướng Phạm Ngũ Lão của chúng ta đã bí mật trở về với quê hương của mình, luyện tập ở trên đồi cát bằng việc là đeo những bao cát với trọng lượng rất là cao và để tập nhảy. Cũng nhờ cái quá trình tập luyện này mà thân pháp của ông rất là phi phàm. Trong trận thách đấu với các binh sĩ của mình, vị tướng Phạm Ngũ Lão sau khi bị 5-6 binh lính bao quay vòng tròn và đưa ra những đòn thế rất là hiểm, nhưng mà ông ấy vẫn rất là nhanh chóng thoát khỏi vòng quay và đã phản đòn, thì ông ấy đã chiến thắng hết 5-6 binh sĩ. Và cũng chính vì vậy ông nhận được sự nể phục rất cao từ đội quân của mình. Mẹ ơi, giúp cho bé đeo lại cái bao. Đúng rồi, đeo chặt, chặt vô. Đây cũng sẽ là một kinh nghiệm cho các gia đình thi sau. Cố gắng lên, đừng để có bất kỳ một điều nào để mất đi thời gian của mình, rất là uổng phí. Chỉ mới có 6 phút hơn trôi qua thôi, cố gắng lên con. Sau khi bạn Đức Trọng đứng ở vị trí đầu đồi bên kia thì bên đây mẹ và dì sẽ được quyền di chuyển. Rồi di chuyển đi cả nhà. Rồi mình xem người lớn của mình di chuyển nhanh cỡ nào nè. Cố lên nào. Đó. Đoạn đường cũng đã trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều, đi nó dễ hơn rồi. Cho nên chúng ta phải di chuyển nhanh hơn nha. Coi chừng té. Đúng rồi. Chính xác. Wow, Minh Ngọc ơi, bên kia bạn Đức Trọng đang làm gì rồi nào? Trọng ơi, bây giờ con phải thật bình tĩnh nha. Bây giờ thời gian bây giờ đã khó có thể vượt qua được vị trí đầu tiên rồi, nhưng không sao nha. Giờ bà mẹ và cô của mình sau khi mà chọi được điểm đen rồi thì mình có thể là dễ dàng di chuyển cái xuồng của mình đi ha. Nhẹ nhẹ lại chị ơi, nhẹ nhẹ chút xíu là trúng thôi. Nhẹ nhẹ lại nữa nào. Chút xíu nữa thôi, chút xíu nữa thôi. Tập trung nào, ráng lên. Ráng lên thế nào. Wow, chưa trúng. Nhẹ, nhẹ thôi, nhẹ nữa.
1, 2, 3, còn 2 trái nữa tôi chọn hết luôn đi. 1, 2, còn 1 trái cuối cùng. Rồi, rồi, gỡ dây ra cho bé đi đi ạ, gỡ dây ra chị ơi. Ráng lên con, cầm hai tay cho dễ trèo nào. Đúng rồi. Ráng lên con, ráng lên con. Rồi, con định vào cái xuồng bên này đi con, lấy cái chèo á, cái cây chèo, đúng rồi, ráng lên. Đúng rồi, đụng cái bàn thuyền, gỡ cái chiến lợi phẩm ra đi con. Rồi, quay mặt về hướng này đi con ơi. Chèo đi con, chèo. Rồi. Chèo tiếp, chèo tiếp, chèo tiếp, chèo tiếp, chèo tiếp, chèo tiếp. Trái, tiếp tục lên trái, bên trái con nè. Rồi, tiếp hai cái nữa, một, mạnh lên, quay mặt lại. Nhìn chú biết vô kìa con. Rồi, chèo nào, chèo, chèo, một, chèo đi con. Đúng rồi, con chèo tốt rồi đó, con đẩy ngược, đúng rồi, con đẩy ngược vậy đó. Ừ, đúng rồi con. Rồi, chụp bé đi, chụp bé đi. Rồi, đưa cái nét, đúng rồi, đưa cái, đó, thông minh rồi đó. À, Trọng ơi, con giỏi quá, mấy người lên Trọng rất là giỏi con à. Rồi, bước lên con, rồi. Xin chúc mừng gia đình của bạn Đức Trọng cũng đã hoàn thành phần thi của mình với tổng số thành tích thời gian là 10 phút 32 giây. À, với thành tích này thì chúng ta sẽ không bước chân vào vòng gala, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng đã có với nhau những trải nghiệm rất là dễ thương, rất là thú vị với nhau, đúng không con? Con cũng muốn nói lời gì với mẹ và dì của mình không? Dạ, con muốn nói là con rất yêu mẹ của con. Trời ơi chị, khi nghe những lời này thì chị nghĩ như thế nào trong lòng? Nghe con nói vậy mình cũng rất là hạnh phúc. Dạ, người mẹ nào, người cha nào nghe những điều này cũng cảm thấy rất là hạnh phúc đúng không? Trời ơi, chị cũng khóc luôn á, đó. Hy vọng là cả gia đình của chúng ta sau khi về nhà sẽ cùng có với nhau một bữa ăn thật ngon. Và chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận về câu chuyện ngày hôm nay nha. Rất cảm ơn cả nhà, còn bây giờ thì hãy chào tạm biệt khán giả đi nè. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ với gia đình cô bé ốc tiêu, đó chính là gia đình của bạn Hải Quỳnh. Chào khán giả đi con. Dạ, con tên là Hải Quỳnh, năm nay con 8 tuổi, con học lớp 2, con tham gia với ba và mẹ con. Con có đang cảm thấy hồi hộp không? Dạ có. Dạ có hả? Thấy được thử thách của chương trình ngày hôm nay rồi đúng không? Có gì khó với con không con? Dạ không. Không khó. Nếu như không khó là một hồi là mình chơi cho thiệt giỏi con nha. Hứa với chú móc méo không? Móc méo nha, mình chơi thiệt giỏi nha. Yeah, rồi, cả nhà chúng ta đã sẵn sàng rồi đúng không nào? Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu cuộc chơi. Rồi, lấy cho ba với mẹ mỗi người một sợi, đúng rồi. Ở trong thử thách đầu tiên của chương trình Gia đình siêu đẳng ngày hôm nay là gia đình sẽ phải cùng nhau đan một chiếc sọt khổng lồ. Với 30 thanh nan tre, họ sẽ phải đan lần lượt qua những cái nan tre lại với nhau để kết hợp ra một cái sọt thật to như thế này, các bạn cũng có thể thấy. Để phá vỡ được kỷ lục thì hy vọng ở phần này thì các bạn sẽ hoàn thành nó trong khoảng thời gian 3 phút rưỡi tới 4 phút thì mới nhanh được. À, giỏi quá ta. Ốc tiêu, ở nhà con có tên gọi ở nhà không? Không có gọi tên nhà, vậy mẹ chỉ gọi tên thôi ạ. À. Chú hỏi gì cứ kệ chú nha, con vẫn phải tham gia cuộc chơi, con kể cho chú nghe được không? Bạn thân nhất ở trong lớp con là ai? À, bạn Khánh Vy hả? À, bình thường con hay chơi trò gì với bạn ấy? Không thèm trả lời người ta luôn, giận luôn, giận luôn. Và trên dàn gáo thì cũng chỉ còn khoảng chừng 4 tới 5 sợi nữa thôi, cố gắng lên, nhanh tay lên nào. Cái hình mẫu của người ta nó đẹp biết bao nhiêu. Qua tay gia đình này, trời đất ơi. Ngày xưa thì Phạm Ngũ Lão với nghề đan sọt để kiếm sống mưu sinh, để nuôi mẹ già. Thì đây, ngày hôm nay gia đình của chúng ta đang được trải nghiệm qua phần công việc đó. Mà ngày xưa chắc chắn là Phạm Ngũ Lão đang rất đẹp. Còn ngày nay thì vì mình không phải là Phạm Ngũ Lão cho nên mình đang hơi xấu cũng không sao, đúng không chị? Rồi nhớ nhấn nó xuống nha chị. Hết chưa? Rồi, 3, 2, 1, di chuyển đi nào. Rồi, sang đây nào, chuẩn bị nha, còn một thành viên ở đâu rồi ạ? Rồi, mẹ ơi, nhanh lên, mẹ ơi, nhanh lên. Con ơi, nhớ nha, chú Ngọc chỉ nè, con phải phóng vào cái điểm đó cuối cùng nha. Ráng dùng hết lực nha, bố và mẹ thay phiên nhau lấy lao đi ạ. Lấy phóng về là chọi nha, 1, 2, 3, phóng. Nè,
Quỳnh ơi, Hải Quỳnh nhìn chú Ngọc nè, con cầm vậy nè, Quỳnh, một, đó hiểu không? Một, hai, ba, sai chút xíu nữa là trúng rồi. Rồi cái lá thứ năm mà cô bé ốc tiêu của chúng ta ngày hôm nay có vẻ là hơi khó nhằn ha, chú chuyển sang con ngựa cao hơn nào. Đây còn khó hơn cái hồi nãy đó nha Hải Quỳnh. Ráng lên nha con ơi, một lần lấy một cây thôi nha, một lần lấy một cây thôi. Rồi tiếp tục nào, bố và mẹ sẽ hỗ trợ cho con. Mình phóng trúng một cái là quay nhanh hơn á. Ba, lao bên này, bảng bên này, bảng bên này, bảng bên này. Quỳnh ơi, Quỳnh, Quỳnh, một, hai, ba. Rồi cây tiếp tục, cây cuối cùng. Trời ơi, sao nó quăng về một chỗ không vậy trời ơi. Hải Quỳnh, điểm lao cuối cùng con ở đây. Rồi tiếp tục. Cô bé ốc tiêu của chúng ta cũng hơi bị khó với thử thách ngày hôm nay đúng không ạ? Nhưng mà Ngọc nghĩ rằng là sẽ là một cái trải nghiệm rất là thú vị cho gia đình này. Hải Quỳnh ơi, con phóng lao chứ sao mà con chọi lao hoài vậy Hải Quỳnh. Tiếp tục, cây thứ tư, cây cuối cùng. Một, hai, ba. Rồi xong. Không xa cách 5 mét không à. Rồi, tập trung, gần đúng rồi. Giờ con làm á, con phải nhìn thẳng vào cái tâm phía trước nè. Dùng hết sức trên tay của mình. Một, hai, ba. Gần trúng rồi Quỳnh ơi. Rất giỏi, mạnh nữa. Mạnh chút xíu nữa, cây thứ ba rồi. Một, hai, ba. Mạnh nữa, mạnh nữa. Rồi, tiếp tục. Rồi, thay phiên nhau, thay phiên nhau, thay phiên nhau. Một. Rồi, tiếp tục đưa lao cho Quỳnh đi ạ. À. Quỳnh ơi, phóng đi con. Một, hai, ba. Chưa trúng, chút xíu nữa thôi Quỳnh ơi, chút xíu nữa thôi. Một, hai, ba. Phóng. Gần trúng rồi Quỳnh ơi, ráng lên con. Một, hai, ba. Chưa trúng nữa. Con phải ráng lên Quỳnh ơi, chút xíu nữa thôi là mình vượt qua được thử thách này rồi. Mạnh nữa nha. Gần trúng rồi, cây lao cuối cùng đi ạ. À. Chị ơi, nhanh lên. Cô bé chúng ta ngày hôm nay chưa phóng trúng một cây lao nào hết, nhưng mà không sao, vẫn còn phía trước. Mẹ sẽ mang cho con nha. Nhanh lên chị ơi, nhanh tay nữa, nhanh tay nữa nào, nhanh tay nữa nào. Nhanh nhưng mà vẫn phải chắc nha. Chị bó cho chặt lại đi, không có đau bé đâu. Cô bé ngày hôm nay của chúng ta có vẻ là hơi bị khá mất thời gian cho cái phần chuẩn bị chưa được chu đáo cho lắm. Nhưng mà không sao, Ngọc nghĩ là vẫn còn một cái sự ưu ái nào cho cô Quỳnh. Bởi vì sao ạ? Cái đường đi bây giờ đang được bố chuẩn bị rất là chắc chắn rồi. Ráng lên nha con gái. Rồi, lên đường nào. Lên đường nào. Con sẽ leo qua thật nhanh nha. Ráng lên con. Chạy đu. Ráng lên, ráng lên, ráng lên. Ráng lên nữa nào. Ráng lên nữa nào. Ráng lên Quỳnh ơi. Con giỏi lắm, con đang làm rất tốt luôn á. Ráng lên con, ráng lên con. Bố mẹ đang chờ con á. Nhanh lên, nhanh. Nhanh 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 nào, nhanh nào. Nhanh nữa Quỳnh ơi, không sao đâu, không sao đâu. Tiếp đi con, nhanh lên. Rồi, nhanh nữa, nhanh nữa, nhanh nữa. Rồi, bố mẹ chuẩn bị quay về vị trí xuất phát để chuẩn bị chạy đi ạ. Nhanh lên anh chị ơi, nhanh lên giùm em luôn. Nhanh lên đi ạ. Nhanh lên, đừng mất thời gian ở khoảng này. Để mình qua bên kịp hỗ trợ bé nha. Rồi, chúng một chút cho Quỳnh ở thử thách tiếp theo sẽ được hỗ trợ nhanh nhất để con về đích sớm nha. Rồi, leo lên thuyền. Ba, quăng cầu mây đi ba ơi. Quăng chính xác nha ba. Xem chúng rồi. Mẹ quăng phụ luôn, chơi luôn. Mẹ chơi luôn, rồi mẹ quăng tệ quá. Mẹ chơi luôn. Vô quăng càng nhanh càng tốt, không trúng cũng được. Càng hết 12 trái được rồi, chèo thuyền đi con. Rồi, một cái bên kia. Một cái bên phải con, một cái bên phải con. Nhiều cái bên phải con kìa chú. Rồi, nhiều cái bên phải. Rồi, qua bên trái đi, đảo qua bên trái đi con. Qua trái, qua trái. Con biết trái phải không con? Cố lên con gái. Và tuy là nhỏ nhắn nhưng mà bạn Quỳnh ốc tiêu của chúng ta là cũng có khả năng là chèo thuyền nha mẹ. Tự hào nha, quá dữ luôn. Bỏ tay lên thôi nữa. Chèo nữa, chèo nữa. Rồi ok, kéo lại luôn cho nhanh. Rồi lấy đi. Đừng có đẩy bé nữa nha, để bé tự chèo nha. Rồi, hai cái bên kia, hai cái bên trái con. Đó, bắt đầu nắm được công thức rồi nha. Đúng rồi con gái. Chút xíu xíu à, nhỏ xíu à, ốc tiêu đúng luôn á. Rồi, qua trái liền con, qua trái liền, qua trái liền. Chèo hai cái bên trái cho chú, hai cái bên trái. Cái bên trái nữa, ừ rồi bên phải nè, bên phải nè. Rồi cái bên trái nè. Sắp tới rồi con ơi, sắp tới rồi, bố mẹ đứng chờ con rồi nè. Rồi đưa. Rồi Quỳnh ơi, lên đây với chú Ngọc nào. Lên đây nào, chuẩn bị nha. Chúng ta sẽ biết được thời gian của bé Quỳnh là bao nhiêu. Lên đây.
Ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên. 1, 2, 3. Rồi, xong rồi. Thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay cô bé Úc Tiêu Hải Quỳnh của chúng ta cũng đã có được một cái phần tham gia rất là nhiều màu sắc đúng không nào? À, Quỳnh ơi, bây giờ con thấy là chèo thuyền có khó không? Dạ không. Không khó mà sao nãy con bơi vòng quá trời, bơi đến nỗi mà rớt cái đồ chèo luôn. Nhưng mà vui không con? Dạ vui. Rồi, ngay bây giờ thì chú Ngọc sẽ thông báo về thời gian ngày hôm nay của con cũng như là để cho bố và mẹ biết nha. Thời gian cô bé Hải Quỳnh chúng ta ngày hôm nay đến với gia đình siêu đẳng là 13 phút 41 giây. Ôi tiếc quá ha. Nhưng mà không sao nha, tại vì chú Ngọc thấy là có nhiều anh chị á, cao hơn con nè, to hơn con luôn, nhưng mà vẫn làm chậm hơn Quỳnh mà. Vậy là Quỳnh đã quá giỏi rồi đúng không nào? Rồi thưa quý vị thân mến, trước khi tiếp tục chương trình thì ngay bây giờ Minh Ngọc mời quý vị sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút quý vị nha. Và quay trở lại với câu chuyện lịch sử về Phạm Ngũ Lão thì các bạn biết không, sau khi mà chiến thắng được quân Mông Nguyên lần thứ 3 thì lúc đó danh tướng Phạm Ngũ Lão của chúng ta mới chỉ 30 tuổi thôi. Năm khoảng 1287 tới năm 1288 thì một lần nữa Phạm Ngũ Lão lại nhận được một nhiệm vụ, đó chính là chặn đánh đường lui của Thoát Hoang. Và sau này, sau các cuộc chiến thì Phạm Ngũ Lão cũng đã được dắt quân ra đi đánh chiếm các thành như là Ai Lao nè, Chiêm Thành nè. Cũng chính vì vậy mà ông được vua nhà Trần rất là trọng dụng và ban thưởng cho một biệt phủ ở sau vườn cau của kinh thành. Ghê chưa? Bàn về Phạm Ngũ Lão thì Lê Quý Đôn có nói ông là một người trong trẻo, cứng rắn, cao thượng nè, thanh liêm, như là một kẻ sĩ quân tử đời Tây Hán mà không phải một người thường nào có thể theo kịp được bước. Thời nhà Trần thì người ta đãi ngộ sĩ phu một cách rộng rãi, không bó buộc mà rất là hòa nhã lễ độ. Cho nên những nhân vật một thời thì có ý chí tự lập nè, cao thượng, làm rạng rỡ sử sách, và điều quan trọng trên là không hổ với trời, dưới không thẹn với dân. Tuyệt vời. Và câu chuyện lịch sử của chúng ta ngày hôm nay sẽ vẫn còn tiếp tục. Cho nên hãy đồng hành với chúng tôi trong chương trình Gia đình siêu đẳng để xem tất cả những câu chuyện lịch sử và các gia đình họ sẽ thi đấu như thế nào nha. Thưa quý vị, tập phát sóng lần này, 4 gia đình đã có phần dự thi của mình. Mỗi người một kết quả khác nhau, cũng có kỷ lục mới đã được xác lập. Tuy nhiên Ngọc nghĩ rằng là ngay bây giờ những gia đình tiếp theo còn lại của chúng ta cũng phải tập trung thật kỹ về vấn đề thời gian, về phần kinh nghiệm, về sự chuẩn bị của mình để có cái phần dự thi trong thời gian tốt nhất quý vị ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với các thành viên đến từ gia đình của bé Trọng Nhân. Hôm nay Trọng Nhân đi thi cùng với ai nào? Dạ con đi thi cùng với mẹ với chị. Con thấy các anh chị phía trước có kết quả tốt rồi, cũng có các anh chị là làm chưa tốt lắm, thì con nghĩ sao nào? Lo không? Có sợ gì không? Không. Không nha, bây giờ mình bình tĩnh mình thi nha. Dạ. Rồi, thở một cái nè, hít vô. Thở ra. Rồi, xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thời gian. Chú Ngọc đếm 3, 2, 1 là bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, chị và mẹ sẽ cùng hỗ trợ cho bé Trọng Nhân của chúng ta đến với những thử thách đầu tiên như thế này. Mà Ngọc nghĩ rằng đã có 4 gia đình với 4 phần dự thi cũng như là 4 cái phần chiến lược rất là rõ ràng khác nhau quý vị ha. Rồi, Trọng Nhân giúp chú Ngọc nha. Mỗi lần mình lấy một sợi thôi nha con. Một lần mình lấy một cái nang tre thôi nha. Đừng lấy nhiều quá. Rồi, một lần lấy một nang tre thôi. Một lần lấy một nang tre nha. Thưa quý vị, ngay ở phần đầu tiên ngày hôm nay của tập phát sóng này đã có thêm một kỷ lục mới từ gia đình của bé Lina. Không biết rằng hai gia đình còn lại sẽ như thế nào đây? Bởi vì Minh Ngọc vẫn mong là sẽ có thêm một kỷ lục nữa dành cho các thành viên nhí của chúng ta. Rồi, tiếp tục nào. Đứng chờ nha, đứng chờ mẹ làm xong rồi hãy lấy tiếp nang tre tiếp theo nha. Còn khá nhiều luôn nha. Tiếp tục nào. Rồi, chị làm nhanh tay nữa chị Thảo ơi, hỗ trợ cho bé Nhân của mình nào. Nhanh tay nữa nào. Mẹ của bé Nhân cũng sẽ di chuyển sang một nơi khác để bắt đầu cho cái phần sọt của chúng ta được đều hơn nha. Rồi, chỉ còn 4 nang tre nữa thôi à, ráng lên đi ạ. 4 nang tre nữa thôi. Thưa quý vị khán giả, bảng D của chúng ta hiện nay đang có một sự thay đổi về thứ tự của bảng tổng sắp. Và Minh Ngọc nghĩ rằng là sẽ có thêm được những cái vị trí tốt khác nếu mà tất cả những thành viên trong nhà chúng ta có được sự cố gắng và phối hợp nhịp nhàng cùng với nhau quý vị ha. Còn một sợi nữa trong lưu kìa Nhân ơi, còn một sợi trong lưu nữa kìa con. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trong lưu còn một sợi, đúng rồi, con lấy ra đi. Con lấy ra luôn, con lấy ra luôn. Tiếp tục, sợi còn lại, sợi cuối cùng ngắn thôi. Ngắn lên, nhanh lên. Rồi Thảo chuẩn bị qua bên kia với em nha. Mẹ ơi còn thêm một sợi nữa, kéo luôn đi. Kéo luôn, kéo luôn, kéo luôn. Rồi, di chuyển nào, xin mời. Rồi, leo lên ngựa đi con. Rồi, đưa lao liền, mỗi lần lấy một cây thôi. Tức là mỗi người sẽ được quyền lấy một cây lần lượt nha. Và đây là phần thi dành cho các chàng trai. Hãy thể hiện mình đi con. Và nhắm quá kỹ luôn. Nhắm càng ngày càng cao lên. Mạnh lên, đúng rồi. Tuyệt vời, mấy cây rồi? Cây cuối cùng.
Rồi di chuyển. Chị chạy, tranh thủ chạy lấy đưa cây đi. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Quay trở lại, đưa lấy cái quay trở lại. Sao mà con làm cũng được, chỉ cần nó đi thẳng là con chính xác thôi. Mạnh lên. Wow, gần được rồi con trai. Mũi lao thứ ba. Đúng rồi, cố gắng lên. Thứ tư, tranh thủ thời gian nè. Mũi lao cuối cùng nè. Rồi mẹ sẽ bế em xuống, nhanh lên nào, cố lên. Từ thử thách thứ hai và thử thách thứ ba, ở đây chúng tôi đang mô phỏng lại một trong những quá trình luyện tập võ nghệ của vị danh tướng Phạm Ngũ Lão. Cưỡi ngựa, ném lao và di chuyển trên những đồi cát, đó chính là những sở trường mà ngày xưa ông đã bỏ công ra rất là nhiều để luyện tập. Sự mô phỏng ngày hôm nay thì các bé, đặc biệt là những bé trai, bạn nhân của chúng ta được tham gia thỏa thích ở phần thi này nha con. Cố gắng, mình hãy tưởng tượng mình đang là một vị tướng quân rất là hiển hách nha, rất là lỗi lạc nha, bởi vì mình phải thể hiện tài năng mình chọi cho chúng nha. Cố lên con. No no no, chạy về cái lu lấy chứ không có lấy gì đất. Chạy về cái lu lấy, đúng rồi. Mấy cây rồi con? Rồi cây cuối. Rồi di chuyển nào. Dạ vui, có mẹ chơi chung mà không vui mới lạ. À, chị hai chắc mệt lắm hả? Rồi mẹ tranh thủ chạy đi nào. Đúng rồi. Rồi tranh thủ chạy đi mẹ ơi. Cái thứ hai. Wow, mọi ánh mắt đang hồi hộp chờ đợi bạn. Bạn nhân cho nên bạn nhân chạy. Mạnh mẽ lên nào, cố lên con. Rồi, cái cuối cùng nè. Rồi, di chuyển luôn đi con. Đã 6 phút 40 giây trôi qua, thời gian không hề ủng hộ cho các bạn. Cho nên chúng ta hãy cố gắng nhanh chân lên, hoặc là chúng ta sẽ tha hồ vui chơi ở trong ngày hôm nay. Hy vọng là bạn Nhân sẽ hoàn thành được thật tốt phần thử thách này để khiến cho mẹ mình tự hào nha con. Cố gắng lên nào. Đứng dậy chạy luôn con, đứng dậy chạy, không có gì phải sợ hết. Đi di chuyển, không sao, có chị hai rồi. Chị hai giữ là được, con cứ bước thẳng đi. Con bước thẳng đi. Cố gắng lên. Đúng rồi, con bước xuống, đúng rồi. Đây, nghe chú nè, bước xuống. Rồi, đứng thẳng luôn, bắt đầu đứng thẳng nha. Rồi, mình chạy, 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 chạy. Rồi, di chuyển, di chuyển. Rồi, chạy đi con. Rồi, leo lên. Rồi, leo lên. Cố gắng lên. Mình là con trai, mình không sợ gì hết. Cố gắng lên. Con trai là lúc nào cũng kiên cường, cũng mạnh mẽ, vượt qua hết tất cả, đứng lên hết. Đứng lên. Đứng lên rồi bước tiếp. Không có gì phải sợ hết. Cố gắng lên con trai. Rồi, nhảy xuống con trai. Rồi, tốt. Rồi, di chuyển đi nè. Rồi, di chuyển thật nhanh chị gái nha. Giỏi lắm con. Rồi, bước lên luôn mẹ. Trời, không ngờ là mẹ tuyệt vời luôn á. Mẹ không có sợ, đúng rồi. Con quay mặt về phía trước, đúng rồi, ngồi xuống, cầm cái chè dèo lên đi con. Rồi chị Thảo chọi vào cờ điểm đen đi chị Thảo. Rồi lá cờ màu đen, nhắm lá cờ màu đen. Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, thả dây ra cho em đi đi ạ. Rồi con chèo đi con trai, chèo đi con trai. Đúng rồi con ơi, con chèo tiếp đi, chèo tiếp, chèo tiếp, giỏi quá. Chèo tiếp, đúng rồi con chèo tiếp đi. Phía trước nè con, bên này nè, bên này nè. Kìa con vô đây bên đi, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Rồi cái nữa tiếp tục luôn. Một cái nữa mạnh lên con. Cái nữa luôn, tiếp tục luôn. Bên phải tiếp tục luôn, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Rồi con chạm vào thuyền đi con. Rồi con lấy cái quả màu bánh màu xanh đi. Lấy chiến lợi phẩm bỏ vào thuyền, đúng rồi con lấy đi. Gỡ ra. Rồi, bỏ vào thuyền. Rồi, chẹp. Tiếp tục, một cái nữa. Rồi, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Bên trái, bên trái, bên trái.
Rồi, con quay mặt về đây. Rồi, con quay mặt lại, quay mặt lại. Rồi, tiếp tục luôn, tiếp tục luôn, tiếp tục. Rồi, con trèo đi, trèo đi. Rồi, chú biết vô ơi, chuẩn bị đón bé nào. Thể hiện sự tháo vát của mình một chút xíu đi nào. Cố gắng lên, con cũng sắp hoàn thành được rồi. Cố gắng lên, mình không có ngại gian nan, không có ngại bất kỳ cái gì hết, mình thể hiện rồi, qua bên phải. Rồi, trèo tiếp bên phải. Hai cái bên phải. Hai cái bên phải, nhiều cái bên phải nha chú, nhiều. Mạnh lên, con đang quay ngang cái trèo kìa, đúng rồi. Tiếp tục trèo. Tiếp tục bên đó luôn, tiếp tục bên đó. Trèo đi nào. Rồi, ok. Rồi, đỡ em mình lên đi nào. Rồi, đúng rồi. Rồi, đứng lên con. Rồi, coi chừng. Rồi, di chuyển lên đi nào. Cùng với mẹ và chị của mình, bạn Nhân cũng đã hoàn thành xong tất cả những phần thi mà chương trình Gia đình Siêu Đẳng đưa ra với tổng thành tích là 12 phút 23 giây. Một thành tích không giúp mình có mặt ở vòng gala. Rất tiếc khi nói lời chia tay với các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay mẹ nghĩ như thế nào về con trai của mình ạ? Hơi tiếc một chút nhưng mà rất là vui con đã vượt khó hoàn thành được phần chơi của mình. Rất là tự hào về con trai mình ngày hôm nay đúng không? Nhân ơi! Nếu như năm sau có tổ chức thi lại, con có muốn chơi nữa không? Dạ muốn. Con sẽ thể hiện mạnh mẽ hơn nữa, giỏi hơn nữa được không con? Dạ được. Hứa với chú đập tay nè. Giữ lời hứa nha. Còn bây giờ thì hãy chào khán giả đi con. Thưa quý vị, bây giờ là gia đình cuối cùng của ngày hôm nay. Sẽ không còn quá nhiều thời gian để chúng ta bàn luận gì nữa. Minh Thuận sẽ là thí sinh ngày hôm nay. Chinh phục thử thách, ráng sẽ có kỷ lục mới nha con. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, dắt thêm bà nhỏ đi theo nữa đây hả? Đáng lên, nhanh lên, Thuận ơi. Nhanh lên nào em gái, đi vô phụ anh mình đi. Trời ơi, có chút xíu mà tao nói lủng lẳng à. Lấy nhanh lên, đưa cho chị nè. Út gì, Út à gì nữa. Nhanh lên, trời ơi, đưa cho Út đi. Trời ơi, Thuận ơi. Tiếp tục, nhanh lên chị, nhanh lên chị, nhanh lên chị. Đúng rồi, không có sai đâu. Chị còn đứng đây con coi hả? Đứng đây coi hả? Vậy vô trong kia hả? Chạy vô. Rồi. Tiếp tục đi Thuận ơi, tiếp tục Thuận ơi. Thời gian không có ưu ái cho mình nhiều đâu, nhanh lên. Đúng rồi chị làm đúng rồi đó, một lát mình chỉnh sau nha. Bây giờ quan trọng là đưa 30 năng tre nào vào cái sọt chùm em luôn đi ạ. Tiếp tục luôn, cứ kéo lên nó đi qua thôi ạ. Rồi, tiếp tục luôn, Thuận ơi, lấy thêm một sợi nữa đi con. Đưa cho mẹ này, mẹ gần xong rồi. Rồi, tiếp tục, một sợi nữa. Rồi, chị cứ đi theo vòng tròn vậy là đúng rồi, một lát mình chỉnh lại sau nha. Chị chỉnh cái này cho nó thấp xuống lại giùm em là được. Rồi, xong. Còn 8 sợi nữa. Thưa quý vị, đây là những thành viên cuối cùng của tập phát sóng ngày hôm nay. Và Minh Ngọc nghĩ rằng là đôi khi sự cố gắng của mình nó cũng sẽ khó có thể quyết định được là có thể là thắng hay là không thắng đâu. Nhưng mà Ngọc nghĩ rằng là nếu mà mình cố gắng ở những cái thử thách tiếp theo mà rút ngắn được thời gian nữa thì vẫn có thể hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ ngày hôm nay. Chưa, còn một sợi giống lưu. Còn một sợi giống lưu nữa kìa. Rồi, tiếp tục. Rồi, nhanh lên. Kéo dây đi ạ, bên kia chú Bách vô đang chờ con là Minh Thuận ơi. Rồi, 3, 2, 1, di chuyển, xin mời. Leo lên ngựa, ở phần này thì chắc chắn là đối với một chàng trai như con sẽ thể hiện thật tốt đúng không con? Cố gắng lên. À, chàng trai này thuận tay trái à. Rất là giỏi, chú cũng thuận tay trái, mấy người này thuận tay trái, giỏi lắm con, di chuyển. Chỉ cần chính xác ở tất cả các phần thi còn lại thì chúng ta sẽ vượt qua. Mạnh tay lên, đưa di chuyển, đưa lao đi, nhanh. Mỗi người di chuyển cứ thế mà di chuyển. Mạnh tay và chính xác nha con. Mũi lao thứ hai rồi. Rồi, di chuyển. Qua đây. Rồi, đưa cho chị, xong rồi di chuyển. Mạnh tay chính xác nha con trai. Cố gắng lên nào. Cao hơn một chút nữa. Đừng để phí phạm thời gian. Di chuyển. Wow, những chàng trai đang có rất là nhiều lợi thế trong phần thi này. Cố gắng lên, di chuyển. Cố gắng lên nào. Trúng không? Không trúng. Út chạy nhanh lên. Rồi, di chuyển. Đúng rồi, tranh thủ thời gian đi nào. Các bạn hoàn toàn có đủ thời gian và đủ sự tự tin để có thể chiến thắng ở trong phần này.
Rồi tranh thủ Thuận leo lên. Mình hãy tranh thủ thời gian di chuyển vào u rơm này nè. Rồi đeo kỹ lại đi. Rồi leo lên con. Đúng rồi. Vượt qua hết tất cả những cái ngọn đồi này đi. Không sao cả. Rồi leo tiếp tục. Tiếp tục đi nào. Rồi bước tới di chuyển tiếp theo. Rồi đeo lại cho bé. Rồi chạy. Rồi leo đi nào. Rồi mẹ leo lên đây, di chuyển đi nào. Đúng rồi, di chuyển đi nào. Nhanh lên chị, cố gắng lên. Bé Thuận cũng đã hoàn thành thật tốt cái phần vượt thi của mình rồi. Bây giờ phần ngồi lại là phụ thuộc vào phụ huynh. Có nhanh hay không là phụ thuộc vào phụ huynh. Cố gắng lên nào, mất quá nhiều thời gian rồi. Ôi trời. Rồi bước đi. Từ từ. Rồi. Đây là một người phụ nữ rất là kỹ tính. Đi từng bước chắc ăn, đi tới đâu chắc tới đó. Tại vì sợ té chứ không gì hết á. Rồi, ném bóng đi à, nhanh lên. Bé Thuận chỉ đang chờ hai chị em thôi đó, nhanh lên. Sáng lên mẹ và cô Út nè. Rồi, qua luôn. Rồi tiếp tục đi con, nhanh lên đi con. Nhanh lên con, chèo tiếp, đúng chiều rồi, cứ chèo mạnh lên. Chèo mạnh lên đúng chiều rồi Thuận. Một bên thôi Thuận. Tiếp, mạnh lên. Mạnh tay lên. Bên trái. Rồi, chạm vào cái điểm đó đi con, nhanh lên. Chụp vô thuyền nhanh lên. Rồi lấy đi. Con vịn lại đi, con vịn thuyền lại là con lấy cho dễ. Rồi, quay mặt về bên này, chèo bên trái nha. Tiếp luôn. Chèo mạnh lên, con chèo mạnh lên mới được nha. Rồi, chèo đi con, đúng rồi đó, chèo bên đó đi con. Rồi, bên phải một cái mạnh lên nữa, bên phải nữa. Rồi, bên trái mạnh luôn. Tiếp đi, mạnh luôn. Rồi, giỏi, đúng đi, đúng rồi đó, ngồi im đi, nhanh lên. Đi, nhanh nữa. Tiếp tục luôn Thuận, hai cái. Mạnh tay lên con, đúng rồi, rồi bên phải. Đúng rồi, chính xác, rồi bên trái. Quạt hai ba cái đi đây, đó. Rồi. Rồi đứa chèo, chụp ống đi. Đưa cái cây ra là dễ nhất ông ơi. Leo lên trên con. Rồi, cẩn thận con trai, rồi leo lên, dừng đồng hồ đi nào. Tương đối là nhanh. Và gia đình cuối cùng ngày hôm nay, gia đình của bạn Minh Thuận cũng đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình với tổng số thời gian là 10 phút 34 giây. Không đủ thời gian bước vào vòng gala rồi. Rất tiếc khi phải nói lời chia tay với các bạn. Con có cảm thấy hối tiếc gì không? Dạ, có. Thấy tiếc nhất là ở phần nào ta? Dạ, phần chèo thuyền. Đây là lần đầu tiên con chèo thuyền đúng không con? Dạ. À, nhưng mà chú thấy là con cũng rất là giỏi rồi, không có gì phải hối tiếc hết. Rồi, thôi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tạm biệt với khán giả đi nào. Trong tuần này chúng ta đã có một kỷ lục gia mới với 7 phút 48 giây thuộc về gia đình của bạn Lina. Chúc mừng bạn. Bạn tổng sắp cũng đã có một sự thay đổi rồi. Hãy cùng nhau điểm qua bạn tổng sắp đi nào. Thưa quý vị, quả là rất bất ngờ cùng với kết quả ngày hôm nay đúng không nào? Đúng như ngay từ đầu Minh Ngọc và Bách Vô có nói, nhìn như bạn nhỏ đây thôi, nhỏ con như vậy đó, nhưng mà cũng làm nên rất là nhiều kỳ tích. Một lần nữa chúc mừng tất cả các bạn nhỏ của chúng ta đã đến với chương trình Gia đình siêu đẳng. Và nhân đây, chương trình Gia đình siêu đẳng cũng có những phần quà mang giá trị tinh thần dành cho các bé, để mong muốn là các bé sẽ không quên chương trình và cũng sẽ học thật giỏi nha. Đây là cái cặp táp nè, và cùng với cuốn sách về lịch sử bằng tranh nha con. Con có thể về nhà đọc, nghiên cứu và tham khảo. Rồi. Và cũng đã 5 tập của Gia đình siêu đẳng ở bảng D cũng đã trôi qua. Chúng ta chỉ còn một tập duy nhất nữa thôi, còn 6 gia đình, để xem kết quả có bất kỳ một sự thay đổi nào nữa hay không. Và chúng ta sẽ hẹn gặp gỡ nhau vào tuần sau và chủ nhật. Các bạn đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Gia đình siêu đẳng nha, 14:20 trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì sẽ vẫn là một lời chào tạm biệt dễ thương nhất. Chúng ta sẽ cùng đọc to tên của chương trình quý vị ha. 1, 2, 3. Gia đình siêu đẳng.